Sau đây là kết quả xổ số Phú Yên, thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 6, 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5076, 8608, 9181. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6328. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40676, 41619, 00689, 36521, 91486, 05354, 39096. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 03888, 39639. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07571. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00502. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 557810. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 557810.